là bít tết, gà nướng riêng của Bella 6 cục, gà nướng riêng của mẹ 15 cục và ba anh chị em với chín mẹ. Cục luôn hả? Thì order nhà hàng nó cho từng bao nhiêu cục mình phải biết chứ, phần con nít thì là 60 cục, còn phần người lớn là 15 cục lận. Cái này là cây chết người á. Ừ. Có là cây xé gió, blazing tức là như là một lửa, nó nói blazing là lửa. Ở đây là bia của ba. Và giò đấy là giò gì đây em? Coi giò... mẹ hít gió kìa, mẹ hít gió mẹ. Cay quá. Cay quá. Cay hít gió luôn. Cái này giò thù hay giò gì đó, giò Huế. Giò Huế. Và cà chua, rất là ngon. Nhà có gì ăn đấy à? Bia. Ăn kèm đồ chua vô cho nó đỡ ngấy. Wow, ngon lắm. Có gì ăn lấy. Thịt cứu mèo. Không chốt chê. Nó đã rồi, mai chủ nhật tính tiếp. Mình có chê được cái nào không? Không chê được phải không? Không quá mà chê gì. Vô, hôm nay ăn mừng trăng tròn. Và canh, bà canh gì đây? Canh chua. Canh chua Thái Lan. Trăng tròn 16, trăng lưu. Ngon hết sảy. Thương anh gì bởi? Ăn to và tròn hả? cay xé gió luôn baby ơi. Bella. Bella hợp với Bella. Bella. Ba hứa ngày mai dắt Bella đi chỗ đó chơi nữa kìa. Ừ, để nó ăn cho nó vui mừng ha. À hả. Bella đồng ý không? Nó mê gặm. Bella thích nhộn nhịp. Ba hứa mai ba dắt đi nhộn nhịp nha. Cưng quá à. Cưng Bella quá à. Cái mỏ nó nhai kìa, thương quá đi à. Bella tuyệt. Thương ba nữa nè, cái mỏ ba nhai cũng giống mỏ Bella lắm nè. Mỏ của Bella là lấy của gen của ba mà. Cậu bả kìa, trời ơi, bất ngờ bất gặm nhìn thấy thương hết biết á. Cái đó còn là barbecue đó nghe. Còn cái này là daisy rất là hot. Cày lắm, cày chết người luôn á.